Đây, thằng Boy con Hiệp đang đi vào trong tiệm cắt tóc, cái tiệm Cutest. Nó nằm trong cái shopping center Circus ở thành phố Sonheim nè. Good morning mọi người. Xin chào mọi người. Bây giờ là 11 giờ sáng rồi. Bây giờ Hiệp đi qua, chạy xe qua bên cái ký túc xá của thằng Boy. Nó nằm cách cái khu vực tụi này thuê nhà khoảng 5 phút chạy xe thôi. 5 phút chạy xe thôi. Đi qua đó thằng Boy qua đây để cùng ăn sáng với gia đình, cùng ăn sáng với nhau. Ăn sáng với nhau rồi sau đó thì hai cha con sẽ đi đi mua một số đồ lặt vặt cho cháu dùng trong nhà đó, những cái đồ gì mà cháu cảm thấy mình để cho cháu nó tự quyết định nè, con cần cái gì, con thấy con cần thiếu cái gì thì nó ghi ra hết rồi. Nó ghi ra nào là thuốc giặt, rồi nào là những cái gì lặt vặt mà trong đời sống của một cô cậu sinh viên mà sống riêng đó, ở ký túc xá mà cần cái gì á thì mình hỏi cho thôi chứ mình không có quyết định. Ok, thì nó cần gì nó ghi ra một cái list cũng dài á. Ok, thì lát nữa ăn sáng xong thì bà con thì bắt đầu đi qua, chạy ngược trở lại ký túc xá của nó, và sau đó mẹ nó sẽ giúp cháu trong cái căn ký túc xá, mẹ nó giúp, rồi sau đó thì hai cha con sẽ đi mua cho cháu một bao gạo ha. Tính mang bao gạo từ chiều trên chỗ Su về rồi, nhưng mà thấy nặng quá thôi, xuống đây mua cho cháu bao gạo, rồi sau đó dẫn cháu đi hai con đi cắt tóc xong đó, rồi sau đó thì cả gia đình đi ăn chung với nhau, dùng một ngày còn lại trước khi trở về lại Su để mà nói chuyện với cháu, hỏi han việc học hành của nó. Vui các bạn, vui, mặc dù là nó là lớn, là trưởng thành rồi, nhưng mà mình cũng cảm thấy giống như là không gặp thì thôi, mình gặp lại mình cảm thấy nó thương. Hôm qua thấy tới mà không có thời gian mà mới đi tập thể thao về, rồi các cô cậu đây thì mình xuống đây thì thời gian mình để cho các cháu tự động lên chương trình với mình, chứ mình không có quyết định được, mình cho các cháu tự động lên chương trình là cái đó là hay nhất. Ok, bây giờ mọi người cùng đi với Hiệp ha, đi chạy với kia rồi. Xin mời mọi người theo dõi. Vợ chồng Hiệp là đưa thằng Boy đi cắt tóc. thật ra là mà dẫn Boy đi cắt tóc là bởi vì để có cái gì đi ra ngoài với nó đó, chứ thật ra nó lớn rồi, nó muốn cắt lúc nào cắt, nhưng mà có cái là mình rủ nó đi ra ngoài cắt tóc để mà mình có dịp đi center với nó luôn. Rồi đây là một trong những cái tiệm cắt tóc, nó nằm ở cái lầu 2 ở tại cái center lớn ở tại thành phố Sonheim. Cái center này nó tên là Circus. Cái center này tương đối khá mới đó. Tôi nghĩ cái center này nó mới xây dựng xong cách, tôi nghĩ trong vòng mấy chục năm đổ lại không mà thấy còn mới. Đẹp, khang trang rộng rãi, có đầy đủ tất cả các tiệm, những cái tiệm mà mình thường thấy ở tại Na Uy, từ Intersport, rồi Skuringen, rồi Hennet Maurit, Ninler, rồi Yarubris, đủ các tiệm hết, rất là khang trang luôn. Tôi nghĩ center này lớn ghê chứ. Đó, đang hỏi, thằng Boy đang hỏi, vui lắm, sinh viên đi cắt tóc vui lắm. Nó sống ở đây bật giá cao, nó có đi đâu, nó ba má, cái này đắt quá, đi con xin tìm khách. Hồi nãy qua một cái tiệm kia thì một cái đầu là 450 krun, là vào khoảng $45 cho một cái đầu. Thì anh nói đắt quá, anh hỏi cái anh chàng nhân viên cắt tóc đó, ở đây có giảm giá cho sinh viên không? Mấy trăm? 700 mấy hả? À, thế mù lý? Là mình nó lấy lạ lình đó, bắt nó có lạ lình mà. Thì cái đầu kia nó là không, bên ta không có cái giảm giá cho sinh viên. Thế anh tới là cái tiệm này, tiệm này thì có một nó có giới thiệu là những người là lên là những người mới tập sự cắt tóc mà giá cũng không có rẻ bao nhiêu đâu. Thôi thì coi qua cái tiệm đầu tiên là 45 USD cho một đầu thôi rồi.
Hiệp nói chắc là mọi người không ai tin. Ở tại nơi, tại thành phố Trondheim này, ở trong một cái tiệm nó gọi là tiệm cắt tóc đó, nó có tên là gì đấy ta, nó tên là Hô. Mà mới vô hỏi nó là một đầu là 790 krona nha, là vào khoảng gần 80 đô la một đầu á. Dễ sợ không? Trong khi cái tiệm đầu tiên hồi nãy tuần này qua đó thì nó đòi 45 USD, 450 krona cho một cái đầu. Tưởng là bên đó là cao rồi, qua bên đây nó còn gần như 80 USD cho một đầu luôn. 790 krona cho một đầu. Sinh viên nó thấy nó lắc đầu luôn. Thôi thì qua cái tiệm bên kia. Đi qua cái tiệm bên kia cắt cho nó. Đây, thằng Boy con Hiệp đang đi vào trong tiệm cắt tóc, cái tiệm Kutes. Nó nằm trong cái shopping center Circus ở thành phố Trondheim này. Một đầu là 450 krona, là tương đương với 45 USD. Để mọi người có xem ha. Thì ra đây cái là mình bắt đầu mình đặt giờ các bạn, mình đặt giờ thì họ cho mình một cái bảng để mình theo dõi nào. Mình sau khi mình tự đặt giờ xong thì bắt đầu nó hiện lên là ai sẽ cắt cho mình và thời gian chờ đợi là bao nhiêu phút. Thằng Boy nãy thì nó vô thì nó đợi đến 15 phút thì tới khi nó là này. Đó. Hay chứ ha, họ làm rất là rõ ràng và rất là khách hàng tự mua đặt giờ luôn. Hay chứ, chuyện hay á. Khoảng 15 phút chờ đợi. Có đến 3.8 tre, có mấy út tươi mới dùng, có lấy kìm ra. Khách hàng người ta cho 4 sao rưỡi luôn. Lừa gắt quýt. Rõ ràng, thông tin rất là rõ ràng luôn. Đây, hai con thì đang cắt tóc trong cái tiệm Fotis. Một đầu là 450 krona, là 45 đô la. Bo chặt chai ha. Các bạn biết không? Dẫn người nhỏ đi cắt tóc ở trong một cái center. Cái center này là Circus Shopping Center. Tới cái tiệm đầu tiên thì cái tiệm đó là salon thì một đầu là gần 80 USD cho một đầu. Còn qua bên tiệm này thì 45 USD cho một đầu. Mấy con gửi cái luôn nè. Tiệm này thì vô có giờ liền. Vẫn đi phiên nhân. Ra. Thợ cắt chuyên nghiệp có khác. Cái cắt thế. Xem phim nhé. Đẹp đấy, em ba nè. Ba thấy đẹp á. Đúng ra là Hiệp ở nhà Hiệp cắt chồng Boy cũng chứ Hiệp cắt còn đâu đỡ trẻ đâu. Nhưng mà đối thợ thì không bằng rồi. Nhưng mà lâu phải đi thở một lần thì cũng vậy, lâu thì cắt thì không rồi, nhưng mà lâu mình phải đi thở một lần người ta chỉnh lại. Đấy là thiên nhiên. Ba không cắt được như vậy đâu. Ba muốn cắt luôn á. Ba thấy nó cắt đẹp quá, ba muốn cắt luôn. Nhưng mà tại vì ba cắt tóc ngắn quá. Còn thấy cắt đẹp ghê chứ, đúng là thợ thiệt. Muốn cắt có lớp có làng. Đây nhìn như thế nào. Thì một cái giá khi mà các bạn đến đã biết rồi á, thì một cái giá để mà cắt một cái đầu là khoảng từ
từ 35 USD cho tới 45 USD là cái giá bình thường á. Giá bình thường. Còn nếu mà các bạn vào salon á, salon thì giá nó lên đến từ 70 đến 80 USD cho một đầu. Salon thì lại khác. Dạ, bác tôi có mấy hít chưa? Dạ, xứng đáng lắm. Chắc đẹp đó, bác thấy chắc đẹp. Ta cũng có bán thêm mấy cái dầu gội đầu, hoặc là xe lê, hoặc là ta có bán thêm. Ui, phiên, phiên. Phiên student à. Rồi sáng lúc mà vô boy nó hỏi là có giảm giá cho sinh viên không, nó nói không. Đẹp á. Ồ bra bra vendi bra bia phân ơi gia phân ơi giúp cho vendi bắt kết đưa vendi phân linh dạ dạ ok ha ra chơi các bạn coi coi nhân. Ồ đẹp quá, đẹp trai quá. Thôi đi rồi, đi mình đi vô. Ô đẹp em, nó chắc đẹp em. Ồ. Bà coi cái chỗ ba cần phải học hỏi với mấy chỗ này nè. Đẹp thì các bạn, nó cắt có lớp có lan mà ở trên đây nó để dài. Ồ bây giờ thấy không? Bây giờ là hơn 10 giờ sáng. Vợ chồng Hiệp chở con trở lại cái ký túc xá chung cư ký túc xá rồi tụi này trực chỉ đi về thẳng Oslo luôn. Hôm nay thời tiết tại Trondheim trời mây nhiều, nhiệt độ thì khoảng chừng 90 độ thôi. Thành phố Trondheim khá yên tĩnh đấy chứ, khá yên tĩnh. Cái thành phố, cái khu vực Muhon này là cái quận Muhon này là nổi tiếng là những cái ký túc xá, chung cư ký túc xá rất là nhiều. Các sinh viên đi học là tại trường cao đẳng khoa học kỹ thuật ở đây nè. Ok, nhìn chung cư của thằng nhỏ lại một lần cuối trước khi trở lại Oslo ha. Rồi, hai Hà Lan nhân. Rồi, chào chào nhân đi về đây, rồi. Hà Lan nhân. Rồi, bao giờ ba má gặp lại con, bye bye. Rồi, Nikatin, nice to see you.